Khi sử dụng kết hợp nhiều loại thuốc khác nhau, người bệnh cần làm gì để giảm thiểu nguy cơ gặp phải những tương tác bất lợi cho cơ thể? Sau đây là 4 cách giảm thiểu nguy cơ gặp phải tương tác thuốc bất lợi. Thứ nhất, cung cấp đầy đủ các thông tin cho bác sĩ về bệnh lý bạn đang điều trị và các thuốc bạn đang sử dụng khi tái khám hoặc thăm khám tại các cơ sở y tế. Thứ hai, sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và dược sĩ, theo dõi ngay lập tức và thông báo ngay cho bác sĩ nếu có dấu hiệu bất thường. Thứ ba, không chủ quan khi dùng thêm thuốc để điều trị một triệu chứng hay bệnh lý khác. Bạn cần xin ý kiến bác sĩ hay dược sĩ để xem thuốc mình đang cần dùng có tương tác thuốc bất lợi với thuốc mình đang dùng hay không. Lưu ý, không tự ý sử dụng thêm thuốc khi chưa có bác sĩ chỉ định. Thứ tư, không những thuốc tây mới gây tương tác thuốc mà các loại thuốc từ thảo dược cũng có thể gây ra những tương tác thuốc có hại cho cơ thể. Vì vậy, khi muốn sử dụng thuốc, bạn cần xin ý kiến bác sĩ hay dược sĩ. Lưu ý, để sử dụng thuốc đạt hiệu quả và an toàn, không chỉ bác sĩ, dược sĩ mà ngay chính người bệnh như chúng ta cũng cần có ý thức về tầm quan trọng về việc sử dụng thuốc, từ đó giúp chúng ta sử dụng thuốc một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.